Hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ái ẩn bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng như mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Tình yêu đã vỡ cánh rồi, là hoa xót mật cho đời, chất chiều kỷ niệm dĩ vãng. Em nhớ gì không em ơi? Màu áo thiên thánh thương anh ngày nào, chìm khuất trong mưa, mưa bay dạt dào, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò trắng xanh đầu non. Tình yêu đã vỡ cánh rồi, là hoa xót mật cho đời, chát chiều kỷ niệm dĩ vãng. Em nhớ gì không em ơi? Với cấu hình như thế này thì các anh em vừa được nghe và cũng trải nghiệm một đoạn karaoke do bên kỹ thuật chúng em test. Đối với những đôi loa như này, không những chúng ta có thể nghe nhạc và trưng bày rất là sang trọng, đến từ thương hiệu Pioneer và model của nó là CS99. Đồng thời chúng ta có thể kết hợp hát karaoke được. Bởi đây là cái dòng loa chuyên dụng để hát karaoke. Nó là dòng loa bass 40. Với dòng loa bass 40, dòng gân vải tầm dầu này thì độ bền rất là cao, cũng như là độ nhạy tín hiệu tốt. Nó có thể đánh được rất nhiều cái dòng nhạc lớn, cái dòng nhạc DJ hay hát những cái bài hát như thế này, nó rất là hợp. Ở đây thì đang có sự phối ghép mà rất tinh tế, chỉ cần hai thiết bị thôi, gồm một cặp loa Pioneer CS99 và một con đẩy X7 DAC. Và bên showroom chúng em tặng kèm các anh em tất cả dây rắc và bao phí vận chuyển lắp đặt trong bán kính khoảng 6 đến 70 km là miễn phí lắp đặt tại nhà luôn đấy. Với cấu hình như thế này và đầy đủ nhá, tặng mic, tặng đèn LED và tổng thể bộ combo này là 15.500.000 đồng, rất phù hợp cũng như là hợp ví tiền. Hiện nay chúng ta có thể đầu tư ở một cái ngưỡng như vậy, đối với phòng khoảng 5 đến 60 m vuông, chúng ta không cần trầm nhé. Bát đánh rất là lực, đầy đủ chi tiết ba dây. Và mọi thông tin chi tiết để liên hệ có thể sở hữu một cấu hình VIP như thế này, trưng bày rất sang trọng nha, khẳng định được cái chất, cái độ chịu chơi của người chủ sở hữu cho cấu hình này, thì liên hệ ngay cho chúng em qua một trong hai số hotline 0963889192 và 0965503357. Và em xin khép lại video tại đây và xin kính chúc các anh em có thật nhiều niềm vui, sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Và các em xem video nhớ like và chia sẻ cho chúng em, cũng như đăng ký kênh nếu có bạn nào chưa đăng ký kênh nhé. Và hiện tại bên chúng em có chương trình đăng ký kênh, tặng quà cũng như là nhận những thông báo và đặt đơn hàng sẽ được chiết khấu luôn tiền mặt trong cái đơn hàng đó. Cảm ơn các anh em rất là nhiều.